Ukraine ngày 11 tháng 12 bắn hạ tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào thủ đô Kiev, giới chức Ukraine khẳng định. Hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ toàn bộ 8 tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương trên bầu trời Kiev, không quân Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết 4 người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống ở quận Danetsky ở phía đông nam của Kiev. Họ đã được chăm sóc y tế, ông nói thêm. Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin trên, hiện Nga chưa bình luận về vụ việc. Trong khi đó, theo đài RT, các lực lượng Nga đã treo cờ nước này ở ngoại ô Mariinka, một thị trấn trọng điểm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở phía tây thành phố Donetsk và là thành trì quan trọng của Ukraine. Quân đội Ukraine được cho là vẫn đang kiểm soát một số khu vực ở tây Mariinka. Các đơn vị Nga đang củng cố vị trí của họ tại thị trấn này, trong khi quân đội Ukraine đáp trả bằng súng cối và súng phóng lựu tự động. Mariinka là một trong những khu vực then chốt do Ukraine kiểm soát. Thị trấn này vốn là điểm nóng giao tranh trong gần một thập kỷ, đầu tiên là giữa quân ly khai thân Nga và lực lượng Kiev, và bây giờ là giữa quân đội Nga và Ukraine. Phần lớn Mariinka đã trở thành đống đổ nát, không còn tòa nhà nào nguyên vẹn. Ngoài việc là thành trì chính của các đơn vị Ukraine ở khu vực Donetsk, Mariinka còn đóng vai trò là một trong những điểm tổ chức then chốt cho các cuộc tấn công nhằm vào Donetsk. Thị trấn này phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa gần như hàng ngày của quân đội Ukraine, đài RT khẳng định. Cuộc tranh giành Mariinka diễn ra ngày càng gay gắt trong những tháng gần đây khi lực lượng Nga chiếm giữ nhiều vị trí then chốt trong thị trấn. Đầu tháng này, truyền thông Nga đưa tin quân đội nước họ đã giành quyền kiểm soát 95% Mariinka. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay vẫn chưa chính thức công bố chiếm được thị trấn này.
Thuận lợi của công ty Sài Gòn Food trong năm 2023 đó là đơn hàng đã quay trở lại sau cái tình trạng giảm sâu do dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Tổng kết năm thì doanh số xuất khẩu của công ty đạt 87% so với kế hoạch. Đây là một cái kết quả phải nói là bất ngờ và đáng mừng tính đến thời điểm này. Ngoài ra thì cái chính sách điều hành về lãi suất của chính phủ với cái mức giảm lãi vay tốt hơn cũng đã góp phần đáng kể mang lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp. Bên cạnh cái thuận lợi đó thì về phía công ty Sài Gòn Food cũng gặp không ít khó khăn. Và cái điểm khó khăn nổi bật đó là kinh tế tuy có hồi phục nhưng nhìn chung thì sức mua ở trên cái thị trường, đặc biệt là thị trường nội địa còn yếu. Doanh số bán hàng nội địa thì chỉ bằng 76% so với năm ngoái mà thôi. Và nhìn chung là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty là chỉ đạt có 85% so với kế hoạch. Tình hình kinh tế khó khăn, khủng hoảng kinh tế kéo dài đã được ban lãnh đạo công ty dự đoán sớm và cũng đã sẵn sàng những cái giải pháp thích ứng qua từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt trong năm 2023 đó thì công ty chúng tôi ưu tiên các giải pháp tăng doanh thu như tập trung các đơn hàng có mang lại cái doanh thu và lợi nhuận cao, cũng như là tập trung những cái sản phẩm mang lại cái trọng tâm doanh số lớn cho công ty. Ngoài ra đó thì trong cái chính sách bán hàng, công ty cũng tăng cường các chương trình khuyến mãi nhằm tăng sức mua trên thị trường nội địa. Song song đó thì việc vận hành các hoạt động nội bộ ở bên trong thì về phía công ty Sài Gòn Food cũng tập trung tiết kiệm triệt để và phát triển ứng dụng các sáng kiến cải tiến trong mọi hoạt động nhằm vượt khó và mang lại hiệu quả. Một cái điều cũng rất là đáng mừng và đóng góp đáng kể vào cái tình hình sản xuất kinh doanh ổn định của công ty đó là lực lượng lao động của công ty là khá ổn định. Và công ty giữ được những cái người lao động giỏi và sẵn sàng đáp ứng khi đơn hàng kinh doanh tăng trở lại. Thông tin này là hoàn toàn chính xác. Ban lãnh đạo của công ty đã có lập ngân sách và dự chi cho các khoản chăm lo Tết cho người lao động sau một năm đồng hành ở tại công ty. Dù kết quả kinh doanh chưa như mong đợi, tuy nhiên thì hội đồng quản trị vẫn dành ngân sách và trên tinh thần là đã trích sẵn trong năm để chăm lo cho người lao động. Chúng tôi muốn truyền tải một cái thông điệp với mọi người với một cái niềm tin là khó khăn rồi sẽ qua và ngày mai là sẽ tươi sáng hơn.